Các bạn biết là trên cái đảo này nguồn nước ngọt đã khó, mà đây lại cái giếng ấy ngay gần biển. Bây giờ là gần như là nó đã ở biển rồi, đúng không? À, tức là ở mặt nó xâm xấp mặt nước biển rồi, nhưng mà đây là người ta quay lại không, đúng không? Dạ, trước kia là chỉ cái ở dưới miệng đá đó là tự nhiên hoang sơ không có gì hết. Sau này dân địa phương họ thấy mà nước vô nhiều quá cho nên họ mới xây một cái hàng gạch, là hàng gạch cũ vậy đó. Không, anh thử luôn cái bằng cái này cũng được, anh thì chả sợ chết đâu. Giếng Tiên hay còn gọi là giếng Ngự nằm ở mũi Ông Đội. Ở đây là một cái roi đất hay còn gọi là một cái bán đảo nằm ở phía cực nam của đảo Phú Quốc. Để tới được đó thì tôi phải đi qua một cái cổng gọi là cổng bốn chó. Đây các bạn nhìn thấy rất là ấn tượng, bốn chú chó Phú Quốc ngự ở bốn phía trên đỉnh của cái cột này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi. Cuối cùng thì tôi cũng đã tới được khu vực có giếng Tiên. Ở đây thì đang có rất nhiều những người khách du lịch. Em đi nhờ chút xíu nha. Đây rồi các bạn ạ. Đi men theo cái cây cầu gỗ này là tôi bắt đầu nhìn thấy ngay. Bởi vì thấy có người đang quỳ lạy. Mình sẽ thắp hương trước. Theo cái quy định của mọi người ở đây, một cái về tâm linh. Tôi nhìn thấy rất nhiều những cái dấu vết từ ngày xưa rồi, những cái dòng chữ, nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ thì mình sẽ thắp hương trước. Hai em. Chào anh. Hay xem clip của anh. Đúng rồi. Bây giờ anh muốn thắp hương ở đây thì hương ở đâu em nhỉ? Dạ hương ở trong đền anh. À thế à. Có phải bỏ dép ở đây không em? Dạ đúng rồi, mình phải bỏ dép ở ngoài, khu vực ngoài bên này anh. À. Bỏ dép ở đây được rồi đúng không? Dạ đúng rồi, không có mắc. Có thằng con nó nhiều chuyện. Không phải anh sợ mất dép mà là anh sợ là vi phạm thôi. Trong này tôi thấy có một tấm hình của vua Gia Long. Dạ đây là đền thờ của vua Gia Long. À, do người dân địa phương họ lập nên. Thì tương truyền rằng hồi xưa lúc mà vua Gia Long chạy đánh đến quân Nguyễn Ánh á, họ đánh thua cho nên họ phải chạy qua đây để chạy nạn. Sau đó họ tấp vô khu vực này nè, khu vực giếng Tiên này nè. Rồi trong quá trình tấp vô thì họ không có không có đủ đồ ăn và nước uống á, quân lính thì đông. Cho nên vua Nguyễn Ánh mới cầu trời khấn Phật là bây giờ nếu không có nước thì rất là nguy hiểm, thì giờ quân không có nước uống á, họ có thể bị chết. Cho nên họ mới vua mới lập đàn để mà cầu xin trời đất á, để mà xin được nước uống. Ngài nói nếu mà ngài có số làm vua thì ngài sẽ cắm cái thanh kiếm xuống cái khu vực giếng ở dưới á, rồi khu vực giếng đó nó nứt ra và tạo thành một cái giếng, bây giờ gọi là giếng Tiên. Ngoài giếng Tiên anh thấy cũng có một số những cái di tích khác ấy. Dạ đúng rồi, đây là cái di tích này là cái bàn chân của vua Gia Long á. Cái bàn chân của vua Gia Long khi mà bước lên đá thì nó để lại ba dấu chân, người ta mới gào lại để người ta bảo vệ cái bàn chân đó. Em có thể chỉ anh cái bên này dấu chân này. Đây là vua dấu chân của vua Gia Long, dấu chân nhà Nguyễn, nó có ba dấu chân. Mình nhìn rõ mình sẽ thấy ở đằng đây có một dấu nè, chính giữa một dấu và bên này một dấu, tại vì nó bị lấp rồi ở dưới đó. Đúng rồi, anh nhìn thấy rồi. Cái dấu chân của vua Gia Long mang giày hồi xưa của đế vương thì nó sẽ to hơn một gang tay, anh đo đây nó hơn một gang tay của anh luôn. Hơn một gang, đúng rồi. Dạ, nó rất là rộng. Cái này phải 30 phân. Dạ đúng rồi. Cái này các bạn nhìn thấy cái viền này. Dạ. Rất là kỳ lạ tại vì chân của người bước trên đá thì đâu có để lại dấu chân đâu. Đúng rồi. Nhưng mà này là để lại ba dấu chân. Đâu một dấu nữa. Ở cái khu vực này là nó bị lấp rồi, cái khu vực chỗ này nè. Chính giữa này có một dấu. Anh nhìn mười cái mình sẽ thấy. Mười nhiều lên là sẽ thấy. Đó là dấu thứ hai, đó là dấu thứ ba. Ủa không hề là ba dấu chân. Dạ đúng rồi, ba dấu chân chứ không phải một dấu chân. Đây nè. Các bạn thấy chưa, đây nè, để lộ ra này. Đấy, đây cái nữa đúng không? Dạ, khu vực trong này có một cái nữa nè. Bây giờ mình sẽ lấy. Đúng rồi. Rồi sao lại di tích để bẩn thế này. Cái này phải dọn thường xuyên chứ. Dạ đúng rồi, ở đây gần mà cây lá liên tục. Đúng ba dấu chân mà kỳ lạ nhá, lại cái bên này thì là chân chân phải nhá, bên kia chân trái nhá.
đúng không? Nếu mà kiểu tự nhiên thì nó phải cùng một phía chứ nhờ. Đây đúng bên phải bên trái luôn. Anh bước đi mà thì phải chân phải chân trái chứ đúng không? Đây là chân cái nè, hai chân cái nè, một chân phải nè. Nên là có một cái này là một trái, hai cái và ba phải nè. Ừ. Là cái gì một cái dấu nữa mà không có hiện lên. Ừ. Bây giờ thì chúng ta ra xem cái giếng đi. Dạ, bên đây là khu vực giếng. Bởi vì các bạn biết là trên cái đảo này nguồn nước ngọt đã khó, mà đây lại cái giếng lại ngay gần biển mà nó lại là nước ngọt thì nó đúng là kỳ lạ thật. Để tôi phải rửa tay một chút. Đây các bạn này. Cái giếng này nhá. Tức là bây giờ là gần như là nó đã ở biển rồi, đúng không? À, tức là ở mặt nó xâm sấp mặt nước biển rồi, nhưng mà đây là người ta quay lại không, đúng dạ, em? Dạ, trước kia là chỉ ở dưới bên đá đó là tự nhiên hoang sơ không có gì hết. Sau này dân địa phương họ thấy mà nước vô nhiều quá cho nên họ mới xây một cái hàng gạch, là hàng gạch cũ như vậy anh. À. Đó là hàng gạch cũ của người dân địa phương rồi xây. Đây đúng không? Đó, đúng rồi, cái mức cũ đó đó. À. Cũ cái đó, cũ gạch đây nè, gạch đây nè. Đó, đây đúng này. Rồi đó. Còn cái mức này là của sinh rút mình xây dựng lại khi mà họ tôn tạo lại, họ bảo vệ. Cái giếng này mỗi một tuần bọn em đều tát hết nước ra, xong đó mình chà gông sạch sẽ xong mình mới ấy lại. Cho nên nó rất là sạch. Nước này mình có thể uống trực tiếp vẫn được. Nhưng mà cái ca này do nhiều người xài cho nên nó không được vệ sinh. Mình có thể lấy cái lon này kia, cái ca mình múc. Dạ, mình rửa mặt. Bây giờ chai của anh phải đổ không? Anh thử luôn cái bằng cái này cũng được. Anh thì chả sợ chết đâu. Dạ. Bên sẽ thử nhá. Dạ. Các bạn thấy là đây là có rễ cây này. Rễ cây nó tủa ra như là tóc tiên ấy. Đấy. Tráng qua xíu đi đã. Tôi vẫn kiểu hơi có nhiều cái tò mò, thắc mắc là bởi vì cái giếng này nó ngay biển luôn các bạn này. Đây này, bên chỉ tở cách khoảng một cái găng tay thôi là sóng vỗ giạt rào, đại dương bao la ngoài kia rồi. Mà tại sao ở đây lại có một cái giếng nước ngọt? Mà theo như truyền thuyết ngày xưa thì khi mà vua Gia Long tới đây bảo nếu mà mang chân mệnh thiên tử thì hãy ban cho nước và đồ ăn uống, đúng không? Và sau đó cắm cái kiếm xuống đây và nguồn nước ngọt tuôn trào ra. Thức ăn thì cá ở dưới biển nó nổi lên. Cá cơm, anh biết cá cơm mà người ta làm nước mắm bây giờ. Rồi. Là từ đó mới có cái thuyết là cái tên là cá cơm chứ hồi xưa nó không có tên. À. Bây giờ thì tôi sẽ uống trực tiếp xem là cái vị của nó thế nào, có thực sự mát lành hay không, hay là nó lờ lợ. Nước ngọt, nó ngọt hơn nước suối nữa. Ngọt mới mà biển đây thôi, rất là ngon ha. Bất ngờ nhỉ cô nhỉ? Kỳ lạ thật đấy. Cách mặt biển này một xíu thôi. Đấy, tất cả mọi người đều rất là bất ngờ luôn. Rất là trong lành. Ừ. Em có thể uống thêm đi. Còn như em phải mua chai nước suối. Vâng. Dạ nó tốt hơn nước suối, nó chạy tại nước tự nhiên mà. Nhưng mà rất là tốt luôn. Ừ. Đúng không? Xong rồi em múc cho chị, hai chị uống tiếp nha. Vâng. Không, đây đây. Em mình cứ bỏ đi. Dạ. Em rửa mặt, rửa tay. Đây. Rửa mặt, rửa vâng. Đó, đây chị rửa ấy thêm nha em. Rửa mặt em á. Rửa mặt em á. Đó, tốt lắm. Cái này là rất là linh thiêng nha em. Dạ. Hàng nó muốn lên TV rồi đâu. Không nha. Cái này đây em gửi hai chị. Dạ. Ở bên kia còn một cái ghế bằng đá của vua ngồi nữa. À thế à. Vua lạ lắm luôn. Đây là mặn này. Nước ngọt hả? Nước ngọt mà. Cô có tin nước ngọt không? Tin. Tin chứ. Tại cô thấy ngay biển mà nước ngọt. Nước ngọt là do cái này nó lấy từ nguồn nước khoan ở dưới. Lên á. Đây là có cái nguồn nước á, đâu có lỗ không? Không, không, nó chảy trong cái núi á, không có khoan đâu chị. Nhiều người tức là tức là nói về mặt về mặt khoa học thì cũng chưa biết đã, nhưng mà nếu mà nói nôm na cái hiểu biết của mình là cái gì không? Chúng bạch nước mà có một cái là nước đậm đá đây mà nhưng mà cái này nó mang cái tính linh thiêng ở chỗ này. Tại sao lại như vậy? Đang là nước biển mà mình lại có một nguồn nước sạch để mình uống. Cái này là để mà uống mà. Vâng. Mà lại ngay sát bờ biển, bình thường là nó phải đi sâu sâu vào trong, đúng không ạ? Thực ra gọi là giếng nhưng mà tôi thấy đây nó không giống như một cái giếng bình thường mà chúng ta biết. Một cái giếng bình thường thì nó phải nằm sâu ở trong đất liền, nó ăn cái mạch nước ngọt ở dưới lòng đất. Chứ còn nếu mà ăn cái mạch nước ở bờ biển như này thì chắc chắn nó sẽ bị mặn. Ở trong này thì tôi thấy nó cũng không phải là quá sâu. Vậy thì nước ngọt từ đâu ra? Bây giờ tôi sẽ cho máy xuống dưới
tìm xem cái mạch nước nó ở đâu. Đấy là cái điều tiên quyết mà quyết định sự tồn tại của một cái giếng mà nó tồn tại ở ngay bờ biển như thế này. Như các bạn thấy rằng là tôi không thể tìm thấy một cái mạch nước nào đó nó rõ ràng ở trong này cả. Nhưng mà theo cái suy luận của tôi nhá, thì là nước có thể là nó từ những cái kẽ đá ở đây này, nó sẽ ngấm từ trên những cái ngọn núi ở phía sau hoặc là ở trên cái hòn đảo Phú Quốc này. Và nó bằng một cách nào đó nó sẽ len lỏi từ những cái kẽ đá đó, và nó sẽ dồn vào cái khu vực này, thì vô tình nó đã tạo thành một chiếc giếng như này. Vâng, đúng rồi. Mình có múc hết thì nó xuống lên đó, mà lên đó thì nó sẽ không chạy ra nữa, nó chỉ ở mức đó thôi. Là nếu mà bỏ hết cái hàng gạch cái đi ấy, thì mình còn không biết là đây có cái giếng như này, là biển nó sẽ đánh vào. Đấy. Hay quá, hay thật. Ở đây thì có một cái là mũi kiếm đầu tiên của nhà Nguyễn. À, mũi kiếm. Thì tức là người ta không gọi rằng là cái giếng mà người ta gọi là mũi kiếm đúng không? Cái gọi là giếng tiên, nhưng mà cái này là khu vực cái ghi dấu cái mũi kiếm của vua Cấm Tôn. Để người ta biết là tại sao lại có một cái giếng như vậy. Đúng rồi. Đấy, tức là đây là người dân thì nói rằng đây là cái giếng tiên hoặc là giếng ngự. Còn ở đây cái ghi dẫn chỉ dẫn đây là theo cái truyền thuyết thì đây là mũi kiếm đầu tiên cắm xuống. Dạ. Đấy. Thì bây giờ chúng ta đi ra phía cái ghế ngự của ngài đi. Dạ. Đi nửa đường rồi cho hả? Dạ, đi vắng đường chứ không phải là không cho, không ai cấm hết, nhưng mà em, nó hơi khó. Thế còn đây là một cái gì đây? Cái này là dân địa phương họ thờ, em cũng biết là thờ gì nữa. Thờ à? Tại vì nó có từ trước khi khách sạn có rồi. À. Mình vẫn giữ lại nguyên sơ hết, không có phá bỏ gì hết. Cái này cũng kỳ lạ nha, nhờ. Dạ. Nó nằm ở trên một cái tảng đá như này. Không hiểu là người dân thờ cúng cái gì luôn. Có thể là họ thờ chung cho cái khu vực này. Dạ, bên kia cũng có cái chỗ cắm nhang nữa. Không biết là thờ cái gì. Ngay cả cái gốc cây này cũng vậy. Có thể là họ vái vọng một cái gì đó về một cái khu vực thiêng ở trên đảo chăng? Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Mình đi đường này, bình thường thì mình có thể đi xuống biển, mình đi qua bên kia nó dễ hơn. Nhưng mà tại vì nay nước lớn á, mình phải đi qua đây. Khá là xa. Cái khu vực này phải cúi xuống đi khá là khó khăn, nhưng mà tôi lại thấy thú vị nhá. Ở đây có rất nhiều cây rau muống biển này. Đường này nó khó đi. Đấy. Đi tới bên kia là anh. Đó, ở trên cái đỉnh đồi đó anh có thể đi qua bên kia, em đi nó bị ướt chân. Đó, cái chóp đen đó là cái ghế của ngài ngồi đó. À. Trên cái đồi. Thế giờ mình không ra đó được à? Thì mình đi vẫn được, nhưng mà sẽ bị ướt chân đi đường này qua nè. À. Chứ đâu có đường bộ để qua đâu. Ừ. Bình thường nước cạn thì mình đi bị mình đi dưới đây, mình đi quanh kia được. Ừ. Giờ nước lớn thì mình phải chịu thôi. Anh có muốn đi thì anh đi đi. Ừ, thì mình qua nha. Bây giờ thì anh em chúng tôi quyết định là sẽ tới tận nơi mục sở thị cái giếng ngự của vua Nguyễn Ánh ngày xưa, mà nơi mà cái người tài xế nói với tôi rất nhiều những cái câu chuyện tâm linh, rằng đã có những người mà họ phạm vào cái ghế đó, phạm húy và đã phải trả giá. Bây giờ là dở ương ương đấy. Còn tụi em này đi ra vùng giếng Gia Long Nguyễn Ánh đấy, xong đợt thời mới vào ngồi lên bộ ta là vua Gia Long Nguyễn Ánh khủng đến bây giờ chứ khỏi. Ôi, nó bị nhập luôn đấy hả? Vâng, khủng bây giờ chứ khỏi. Ngày là hàng năm cúng mà ra có đúng cái ngày nó bị nó ngồi lên đấy cúng mà xong bây giờ là ấy là đỡ rồi chứ vẫn còn bị tưng ghế nó bởi phạm thượng. Chứ là chỉ vì ngồi lên ghế ngự gỗ. Chúng tôi sẽ phải cởi giày ở đây. Phải chịu khó thôi, bởi vì đã mất công tới đây, chúng tôi sẽ phải có những cái trải nghiệm thực tế, nhìn tận mắt và sờ tận tay để xem là tại sao một cái hòn đá thiên nhiên như vậy mà gọi là cái ghế ngự, trông nó cũng khá là đặc biệt. Thường ở đất liền thì chúng ta
nghĩ tới ra biển là ngắm bình minh, nhưng mà ở hòn đảo Phú Quốc thì các bạn là bốn bề xung quanh thì đều là biển rồi, thì có thể ngắm vừa bình minh vừa hoàng hôn. Thậm chí là mỗi một mùa thì sẽ đẹp theo một kiểu. Ví dụ vào cái mùa cuối năm như này thì ở phía đông, đây tôi đang ở phía đông của hòn đảo, thì các bạn thấy rằng sóng nó sẽ đánh về phía này, rồi nước sẽ lên kéo theo khá là nhiều rác nữa. Anh em chúng tôi quyết định là sẽ khám phá một trong những cái dấu tích của nhà Nguyễn ngày xưa. Các bạn biết rằng là ở miền Bắc thì người ta không nói nhiều về Gia Long, Nguyễn Ánh, nhưng mà với người miền Nam thì đây là một trong những ông vua có thể nói rằng là nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Tất nhiên là nổi tiếng bao gồm cả những cái tranh cãi về cái điều không phải trong cuộc đời ông, nhưng mà không thể phủ nhận rằng là ông cũng có rất nhiều công sức trong việc mở mang bờ cõi. Bây giờ thì chúng tôi đang lần theo những cái dấu tích của vua Gia Long trong cái thời kỳ đang còn chiến tranh với Nguyễn Huệ, Quang Trung Nguyễn Huệ. Đó cũng là một cái cuộc chiến tốn rất là nhiều giấy mực của giới sử học. Nhưng mà hiện nay thì những cái nơi mà tôn thờ và thờ cúng vua Gia Long, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị vua mà có công lao trong việc là định hình biên giới lãnh thổ Việt Nam bao gồm cả Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như là cái tên Việt Nam chúng ta sử dụng hiện nay cũng được bắt nguồn từ thời kỳ vua Gia Long. Đây rồi, tôi đã nhìn thấy cái ghế ngự của ngài. Khá là bất ngờ các bạn ạ, bởi vì tôi nghĩ rằng là nếu ở cái vị trí này ghế ngự thì phải quay ra phía biển. Nhưng theo cái mắt thường của tôi nhìn thấy thì nó lại quay lưng và ra phía biển và hướng mặt vào phía đất liền. Như vậy là quay lưng về phía đông và hướng về phía tây. Về cái hình dáng thì cũng khá là, tôi thấy cũng tự nhiên họ làm ra, nhưng mà lại thấy khá là kiểu như kiểu là có cái sự bàn tay con người ấy, nó rất là nuột và mềm mại. Đây các bạn thấy này, đây những cái đường nét này. Thậm chí là tôi thấy hơi giống những cái ghế kiểu giám đốc hay ngồi bây giờ ấy. Ngồi đây và kiểu ngả lưng thư thái. Đúng là khá là đặc biệt các bạn ạ. Cái này chỉ cần là cho thêm một cái lớp mà đệm nữa thôi là đảm bảo là một cái ghế tự nhiên, rất là tuyệt vời rồi. Tôi cũng không lường trước được rằng là ở đây cũng có một cái thờ cúng như này, nên không có mang theo hương đi. Mà tôi cũng được biết rằng đây là một cái vị trí rất là thiêng liêng. Theo lời kể của người dân địa phương thì đã có người tới đây phạm húy, ngồi trên này và coi thường những cái truyền thuyết và đã phải trả một cái giá đắt. Thì cái câu chuyện nó không biết là thực tế như thế nào, nhưng mà tốt nhất là có thờ có thiêng, có kiêng có lành các bạn ạ. Phú Quốc là một hòn đảo ở phía cực nam của Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Nó có diện tích tương đương với Singapore và ngày nay đang trỗi dậy trở thành một trong những cái vùng đất thu hút đầu tư về du lịch cũng như là kinh tế văn hóa địa phương. Nhưng nó cũng là một cái phần lịch sử không thể tách rời trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam cũng như là trong tiềm thức của người Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là khi tới đây lần theo dấu vết, theo những cái câu chuyện truyền thuyết của vua Nguyễn Ánh Gia Long, vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, thì tôi cảm thấy như yêu lịch sử hơn, yêu hòn đảo này hơn.